Bữa ăn cuối cùng của Mạnh Quỳnh với Phi Nhung tại Việt Nam, nhìn mâm cơm ai cũng xót xa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng Mạnh Quỳnh ở lại Việt Nam kết thúc chuyến lưu diễn ngắn ngày trước khi sang Úc biểu diễn. Mạnh Quỳnh tạm biệt Việt Nam trong sự nghẹn ngào với những cảm xúc uv, chưa biết bao giờ anh mới trở lại Việt Nam, nơi có rất nhiều những kỷ niệm sân khấu với Phi Nhung và với khán giả. Mạnh Quỳnh luôn luyến tiếc một điều là không thể đi đến các vùng xa xôi của Việt Nam để biểu diễn. Nhưng trong chuyến lưu diễn quá ngắn ngày, anh cũng đã biểu diễn liên tiếp nằm live show và không thể đi hát cả ba miền của Việt Nam. Tuy nhiên, anh đã nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ khi tổ chức live show. Bằng tất cả tâm huyết của mình, cùng với đó, live show nhớ nhung cũng được phát live stream để tất cả các khán giả được theo dõi các phần biểu diễn cùng ba con gái Phi Nhung. Tạm biệt Việt Nam bằng những ký ức thật đẹp, nhất là những ký ức về người bạn tri kỷ trên sân khấu Phi Nhung. Trong ngày ra sân bay, các con của Phi Nhung bùi ngùi tiễn người bạn tri kỷ của mẹ trong ánh mắt biết ơn. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó họ sẽ lại tái ngộ. Sắp tới Mạnh Quỳnh sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn dài ngày của mình bằng các live show tại Úc cùng ba con gái Phi Nhung. Theo chia sẻ của Mạnh Quỳnh, anh sẽ có chuyến lưu diễn dài ngày kéo dài 21 ngày vòng quanh thế giới để phục vụ người hâm mộ. Ở tuổi 52 không có nhiều ca sĩ có thể làm được như anh khi mà bay liên tục và đi show với tần suất không tưởng. Thậm chí có thời điểm anh chỉ ngủ một tiếng, ngồi trên máy bay 37 tiếng trước khi đến địa điểm live show. Tuy nhiên có thể chuyến lưu diễn lần này là sự cố gắng trong sự nghiệp ca hát của anh khi còn có thể bởi sức khỏe của Mạnh Quỳnh ngày càng trở nên yếu hơn. Đặc biệt là thời điểm cuối năm anh bị ốm rất nặng, có thể kéo dài đến một tháng chỉ nằm vùi trên giường. Có thể thấy sau khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh đang nỗ lực đi hát để hoàn thành tâm nguyện của Phi Nhung, lúc sinh thời là giúp đỡ các con gái trên con đường ca hát. Hôm nay là ngày cuối cùng Mạnh Quỳnh ở lại Việt Nam, anh phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tiếp tục cống hiến tiếng hát của mình cho đời. Ở tuổi 52, những nỗ lực của Mạnh Quỳnh là vô cùng đáng trân trọng, chắc chắn chuyến lưu diễn của anh sẽ được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Mới đây, Mạnh Quỳnh đã tham gia buổi phỏng vấn chia sẻ về cảm xúc khi trở về Việt Nam làm live show nhớ nhung và cuộc sống sau 7 tháng phi nhung qua đời. Cảm xúc của anh như thế nào sau khi về Việt Nam làm live show nhớ nhung? Tôi thấy rất vui vì được biểu diễn phục vụ khán giả quê nhà, tuy nhiên có chút hụt hẫng vì phi nhung đã ra đi mãi mãi. Công việc của anh dạo gần đây ở Mỹ như thế nào? Hôm nào tôi cũng làm việc đến 2-3 giờ sáng hôm sau, có hôm là 3-4 giờ sáng trong phòng thu tại gia. Tôi thường làm việc buổi khuya vì cả ngày dành cho gia đình. Khoảng 3 tháng nay tôi sụp 5 ký, sức khỏe của tôi chưa thấy gì bất ổn, nhưng đang dần thay đổi khi bước sang tuổi 50. Gần đây tôi bay show nhiều nên hơi mệt, có lẽ tôi trong tiểu tụy do tinh thần chưa hoàn toàn ổn định. Tôi vẫn đang cố gắng cân bằng lại bản thân từng ngày.